Man UTD thảm bại ở ngoại hạng Anh. Man UTD thua 0-4 trên sân Crystal Palace ở trận đá muộn vòng 36 ngoại hạng Anh hôm 6 tháng 5. Bão chấn thương khiến Man UTD đến Selhurst Park với đội hình chắp vá. Trước đối thủ đang có phong độ cao, các học trò Erik ten Hag chịu trận trong suốt hơn 90 phút và thủng lưới tới 4 bàn. Thất bại khiến Man UTD xếp thứ 8 sau vòng này, dưới Chelsea và có nguy cơ không thể kiếm vé dự cúp châu Âu qua đường ngoại hạng Anh. Nếu không thể cải thiện thứ bậc, Man UTD chỉ còn một cửa để dự Europa League là đánh bại Man City ở chung kết cúp FA vào ngày 25 tháng 5. Điều đó gần như bất khả thi nếu các trụ cột không kịp bình phục. Trước Crystal Palace, Man UTD vắng hai thủ lĩnh Bruno Fernandes và Harry Maguire, đồng thời không còn trung vệ và hậu vệ trái đúng nghĩa. Johnny Evans phải nén đau thi đấu, Casemiro được kéo về trung vệ còn Aaron Wan-Bissaka được điều sang cánh trái dù sở trường đá hậu vệ phải. Với sự xáo trộn đó, đội khách chỉ trụ được 12 phút. Michael Olise thoải mái đột phá từ giữa sân, rồi xuất hiểm hóc từ rìa cấm địa hạ gục Andre Onana. Chỉ trong hiệp 1, Olise có hai cơ hội ngon ăn khác nhưng không ghi thêm bàn. Sự cơ động của bộ ba Olise, Eberry Ayer và Jean-Philippe Mateta trên hàng công khiến Crystal Palace gần như cứ lên bóng là tạo ra tình huống sóng gió. Cũng từ một pha đột phá, Mateta sút tung lưới Man UTD để nâng tỷ số lên 2-0 ở cuối hiệp. Từng cá nhân Man UTD đều tỏ ra chậm hơn và yếu hơn so với chủ nhà. Đội khách càng đá càng đuối, tinh thần càng sa sút sau mỗi bàn thua. Họ thua thêm 2 bàn trong hiệp 2, từ cú sút căng của Tyrese Mitchell và một pha lập công khác của Olise. Tỷ số suýt nữa là 5-0, khi tiền đạo vào thay người Odson Eduard sút trúng cột trong những phút buồn. Hàng thủ bạc nhược còn hàng công nhạt nhòa của Man UTD chỉ để lại dấu ấn là hai bàn không được công nhận của Rasmus Højlund và Casemiro chia đều ở mỗi hiệp. Højlund phạm lỗi với thủ môn Dean Henderson. Còn Casemiro bị xác nhận việt vị sau khi đưa bóng vào lưới. Thầy trò Erik ten Hag thua trận thứ 13 tại giải, nhiều nhất trong những lần dự ngoại hạng Anh. 81 bàn thua trên mọi đấu trường cũng là con số tệ nhất của Quỷ Đỏ trong 47 năm qua, dù mùa giải còn chưa kết thúc. Đội hình thi đấu: Crystal Palace, Henderson, Klein, Hue 78, Anderson, Richard, Muno, Watson, Hill, Rydal 68, Mitchell, Olise, Sluk 85, Ayer, Tay 85, Mateta, Eduard 68. Man UTD: Onana, Wan-Bissaka, Casemiro, Evan, Dalot, Eriksen, Menono, Mao, Danilo 80, Anthony, Amabat 60, Garnacho, Højlund, Vitali 80. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.